Xin chào các bạn đang quay trở lại với kênh của xe điện mô tô điện. Video hôm nay mình sẽ giới thiệu về tổng hợp các cái loại hộp số đảo chiều dành cho xe máy, cho máy 110 và máy trên 110, 125 trở lên. Đầu tiên thì mình nói sơ qua về các cái dòng máy 110 và máy 120. Thực tế thì hai cái dòng máy này nó cũng không khác nhau về kết cấu, mà nó chỉ khác nhau về cái con lỗ ốc xỏ vào hộp số là lỗ to và lỗ nhỏ thôi. Ví dụ như con máy 125 đây. Thì cái lỗ này là nó to này, cái lỗ cốt nhông ở trên đầu ra của thằng máy xăng là nó to. Đấy, lỗ này đo thường thường là mình dùng thước cặp đo là đường kính của nó là đường kính trục là 19 mm. Còn đối với như của thằng máy 110 này thì của nó là 17 mm. Vì vậy anh em khi mua hàng thì lưu ý về cái đường kính trục đấy. Có những cái dòng xe máy 110 nhưng cái lỗ trục của nó vẫn to, mà có những dòng máy 125 trở lên thì cái đường kính trục của nhông trước xe máy nó cũng nhỏ. Vì vậy là anh em mua thì nên đo trước cái xe của mình nó là 17 hay là 19. Có thể kích thước cách đo nó sẽ khác nhau, nhưng mà mình lưu ý là nó là 17 và 19. Đấy. Nó có hai loại đấy thôi. Đấy là cách phân loại để chọn nắp cho vừa. Còn phân loại về cấp tốc độ thì đối với những dòng hộp số đơn như thế này thì nó chỉ cần nó chỉ có tiến và lùi. Đấy, đây là dòng cho máy 110, còn đây là dòng cho máy 125 trở lên. Tiến và lùi, đây là tiến, đây là lùi. Đạp cái cần này về trước nhà nó tiến, mà đạp cái cần này về sau nó lùi. Có một cái video mình đã hướng dẫn rồi, thì việc lắp của nó chỉ là tháo cái nhông trước của xe máy ra và chụp thằng hộp số này vào, sau đó mình siết ốc lại. Đầu ra của thằng này sẽ là sử dụng trục cát đăng. Có một số các bạn thì lắp cái nhông vào đây để kéo xích, nhưng mà nó thì không đúng kỹ thuật lắm, vì thằng này nó truyền monomen xoắn. Còn thằng lắp nhông vào đây thì nó sẽ thành lực kéo ngang. Lực kéo ngang thì cái vòng bi cổ ở điểm này nó sẽ yếu, cho nên là nó mau hư. Tất nhiên là mình dùng nhẹ thì có thể tạm, nhưng nếu mà dùng lâu dài thì nó không tốt. Và thứ hai nữa là kết cấu những cái con ốc này bắt lên lốc máy này nó sẽ không khỏe và kéo nó sẽ bị bửa ra. Vì vậy anh em nên dùng đúng chủng loại thì tốt hơn. Đấy là loại đơn thường. Tiếp theo nữa là loại này là loại có số phụ. Đây là loại có số phụ, có nghĩa là ngoài chức năng tiến và lùi ra thì nó có một số là tầng nhanh và tầng chậm. Thì nó rất là phù hợp với này anh em mình sử dụng những cái máy 110 thì nên mua những cái hộp số như thế này. Nó sẽ bù tốc độ và nó sẽ bù lực kéo. Cũng xin đính chính một tí nữa là nên chọn số phụ hay là số lăn tạ. Thì theo như quan điểm của mình thì mình nên mua cái hộp số có tiến lùi và có số phụ là được rồi. Hoặc là mua cái hộp số tiến lùi bình thường và một hộp số phụ làm trên cầu là được. Bởi vì bản thân cái xe máy nó đã có tới 4 số rồi. Nếu như mà mình mua thêm cái hộp số lăn tạ nó có 4-5 số nữa thì nó tương đương với khoảng 20 số. Quá nhiều và lại lãng phí. Mặc dù trên xe máy mình đã có số.
nó sẽ không hiệu quả mà giá thành nó sẽ cao. Vậy là chỉ cần mua cái hộp số tiến lùi có số phụ này là được. Còn nếu nhu cầu không trở lặng thì chỉ cần mua cái loại có tiến lùi này là xong thôi. Tiếp theo mình xin giới thiệu về một cái bộ số tiến lùi, là cái bộ số tiến lùi chạy nhông xích như thế này. Chạy nhông xích này thì bên này nó có một đầu trục nhông vào và bên này là một trục nhông ra. Thằng này thì nó có cái hay là dùng trên đối với những cái dòng xe máy thì anh em không cần phải quay ngang máy hay là giữ nguyên cái thân xe máy thôi, và mình chỉ cần mắc nhông xích vào bên này, đầu nhông xích bên này là kéo về trục sau. Trục sau thì có loại trục thẳng bình thường và trục vi sai xích. Cái cầu vi sai xích thì bên em cũng có bán. Đấy, giá của nó là 2 triệu đồng. Thì anh em mua cái hộp số này kết hợp với cái hộp số cái cầu vi sai xích là được. Còn cái sang số của nó rất là đơn giản. Đây, cần sang số này. Đấy, sang số này. Rất là đơn giản. Đây là hộp số không phải do nhà máy sản xuất, mà do cơ sở người ta làm. Nhưng mà sử dụng những cái dòng bánh răng của xe máy, cho nên nó rất là bền. Trong cái giới hạn nào đó thì nó rất là đạt yêu cầu. Cái hộp số lùi có số phụ này nó cũng có hai loại nhé. Loại cho máy 110 và từ 125 trở lên. Và cũng khi mua thì các bạn nên đo cái đầu trục cốt nhông xe máy của nhà mình, nó là trục 17 hay là trục 19. Đấy, đo cái đường kính lớn nhất của trục ấy. Còn tiếp theo nữa là mình xin giới thiệu về cái bộ hộp số lùi có bu li. Đây nó có cái bu li ở trên đầu này. Có cái bu li ở trên đầu. Riêng cái dòng số lùi có bu li này thì nó chỉ dùng cho những cái máy có lỗ cốt trục là 19mm, chứ không dùng được cho máy 17mm. Cái mục đích của cái hộp số có bu li như thế này là nó được kết hợp vào những cái việc khác, như là kéo cái bơm ben thủy lực này, hoặc là kéo máy bơm nước này. Đấy, có thể rất được nhiều việc. Ví dụ như anh em mình mua cái này về lúc xe máy thì có thể làm việc này, và không có thì mình sẽ làm việc khác, dùng cái động cơ xe máy của mình kéo bu li. Cái nguyên lý hoạt động của thằng này thì nó cũng đơn giản thôi. Đấy, thằng này thì cũng một tiến một lùi. Và các bạn lưu ý là cái bu li này lúc nào nó cũng quay nhé. Đấy, thằng này nó chỉ là điều khiển cho cái tần số này thôi, còn bu li thì lúc nào cũng quay. Đấy, và cái bu li này thì luôn luôn quay theo cái chiều của xe máy, tức là chỉ có một chiều thôi, nó không có hai chiều. Cho nên là anh em để ý tránh nhầm lẫn đổi trả, nó sẽ rất là mất thời gian. Đấy, cái bu li này nó không có chức năng đảo chiều đâu, nó chỉ chạy một chiều thôi. Vốn dĩ của nó sinh ra là để kéo cái ben thủy lực hoặc là mình chế vào việc khác. Còn đây mới là phần chuyển động ra đằng sau. Đấy, chuyển động ra đằng sau theo bộ trục các đăng. Một cái bộ trục các đăng này gồm 3 món thì nó là khoảng 200.000 đồng. Về anh em mình có thể lối dài ra bao nhiêu cũng được. Đấy, vậy là sơ sơ qua thì mình cũng tổng hợp ra được 4 loại hộp số tiến và lùi. Loại có số phụ, loại không có số phụ, loại có bu li và loại chạy nhông xích. Ở trong cái loại không phải nhông xích ấy, những cái loại này thì nó phân ra làm hai loại nữa, loại máy nhỏ và loại máy to. Phân biệt nó bằng hai cách, đó là đo cái đường kính nhông trước của thằng xe máy ấy, đường kính trục ấy. Nếu mà đường kính của nó 17 thì nó là dòng máy 110,
Còn đường chính là 19 thì nó là dòng máy 175. Tất cả những hộp số này thì hầu như là lắp được cho tất cả các loại xe máy luôn. Đấy. Ngoài ra thì để làm những cái xe cho người khuyết tật thì anh em có thể tham khảo mua thêm cái cần số này. Cái cần số này nó rất là đẹp. Cái cần số này nó bắt thẳng vào cái đầu trục của thằng này. Mình tháo cái đây. Mình tháo cái cần chân ra và bắt thẳng nó vào cái trục này. Cái cần này nó sinh ra là để bắt vào đây mà, thế nên là nó vừa luôn. Đấy, thì những cái người ta tay chân yếu, người ta phải sử dụng hoàn toàn bằng tay thì là sử dụng cái cần số này để sang số nó sẽ hợp lý hơn và nó sẽ không phải thao tác bằng chân nữa. Ngoài ra thì mình sẽ giới thiệu thêm là bên mình có bán các cái loại động cơ 125 và 175. Động cơ 125 phân khối thì có hai loại, một loại là không có số gì cả, tức là nó chỉ có chạy thôi. Đấy, và nếu như ta dùng làm cho xe cho người khuyết tật thì ta kết hợp với bộ số lùi này, bộ số lùi này người ta sẽ không phải thao tác gì hết, sang số tiến lùi bằng tay, không có cần số 1 2 3 4, chỉ có một số duy nhất. Và một loại nữa là máy 125 có 3 số tiến và một số lùi. Đấy, cái máy đấy thì nó rất thích hợp dùng cho cái cầu xích. Máy 125 dùng cho cầu vi sai xích thì nó có 3 tiến một lùi, chỉ mắc xích và đằng sau là chạy thôi, có tiến có lùi và rất là hợp lý. À, ngoài ra thì nếu như để tải hàng thì mình nên chọn cái loại có số phụ như thế này. Một là mình mua cái số phụ liền số tiến lùi, hai là mình sẽ mua hộp số phụ rời ở ngoài. Cái hộp số phụ rời ở ngoài thì mình sẽ giới thiệu ở một video khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu mà thấy cái video của mình nó hay thì hãy nhấn nút đăng ký, like và share cho mọi người cùng xem. Nhớ ấn cái biểu tượng có hình cái chuông ở chỗ mục đăng ký đấy. Thì cái biểu tượng đấy thì mỗi khi mà mình làm video mới ra thì cái người xem video sẽ nhận được cái thông báo ngay. Cái kích thước của cái hộp này nó tương đương với này chiều ngang và chiều cao là khoảng 10 x 10, còn chiều dài nó rơi khoảng 15 x 18 cm cả chân đế. Đấy, kích thước này thì cũng như trong hình này thôi. Xin chào các bạn đã theo dõi kênh video của mình.